Xin chào cả nhà, hôm nay Ly chia sẻ với cả nhà một sản phẩm chống nắng tuyệt vời, đó chính là kem chống nắng UV với chỉ số chống nắng SPF 50+ và PA+. Và bây giờ Ly sẽ trải nghiệm cho cả nhà cảm nhận nha. Đây. Nói chung là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại kem chống nắng, nhưng để tìm ra một loại kem chống nắng mà phù hợp với nhiều tiêu chí, Thảo Ly nghĩ là không có nhiều đâu. Bây giờ Thảo Ly sẽ chia sẻ với cả nhà một cái loại kem chống nắng mà khi mà thoa vào, cái quan trọng là cái độ thẩm thấu. Với lại mình thoa kem chống nắng cũng hơi nhiều nhiều nha cả nhà, chứ đừng có tiết kiệm nha. Mình thoa làm sao phải đủ một cái hàng rào bảo vệ ở trên da, chứ nếu không là da của mình á, giống như là nó sẽ có chỗ được chống nắng, chỗ thì không. Đây. À, cảm nhận đầu tiên là như thế nào? Thảo Ly thấy là giống như một cái hàng rào bảo vệ, một cái bóng râm che đằng trước vậy đó. Mình cảm thấy rất là mát, da mình dịu nhẹ nè, không có bị bết dính nè. Và bên cạnh đó là cái hương thơm. Đây đây, cái hương thơm thoa lên tay, rồi ở tay nữa. Hương thơm rất là tự nhiên, không có nồng gắt, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và đặc điểm nổi trội của dòng sản phẩm này đó chính là tế bào gốc từ hoa nhung tuyết và các thành phần từ thiên nhiên. Cho nên là khi mà Thảo Ly thoa vào là cảm nhận ngay. Thứ nhất á, cái độ ẩm của sản phẩm nè, rồi cái độ kiềm dầu thì rất là tuyệt vời luôn. Và với những cái thành phần thiên nhiên thì tất nhiên là tất cả các làn da, thậm chí là da nhạy cảm vẫn có thể là sử dụng được. Các chị em hoàn toàn yên tâm, và các anh nam cũng vậy nha. Tại vì ngay cả các anh nam thì cũng nên sử dụng kem chống nắng. Vì dù sao chúng ta cũng cần chăm chút diện mạo ở bên ngoài, tốt cho công việc, tốt cho những cái mối quan hệ xã giao, đúng không ạ? Và Thảo Ly xin review lại một lần nữa sản phẩm này. Với dòng sản phẩm mà có chiết xuất tế bào gốc, Thảo Ly thấy là nó khác hẳn với sản phẩm bên ngoài. Có thêm thành phần tế bào gốc với những cái dưỡng chất thiên nhiên, da của chúng ta tăng sinh collagen nè, tăng sinh tế bào nè, chống lại những cái gốc tự do, những cái gốc oxy hóa. Da của chúng ta sẽ tăng cường, gọi là được bảo vệ nhiều hơn, da chống được những cái sạm nám, những cái mảng mà không đều màu, đặc biệt là chống những tác hại từ tia UV, cái này rất là quan trọng ha, chống được, ngăn ngừa được ung thư da. Vì vậy với một cái dòng sản phẩm mà cái giá cả cực kỳ phải chăng luôn, chỉ có là vài trăm ngàn, 390 mấy ngàn thôi, đối với Ly là Ly có thể là thoải mái sử dụng. Mình thoa rất là nhiều lớp mà mình vẫn cảm thấy là không có bị tiếc tiền cho lắm, rất là đáng đồng tiền để mà sử dụng nha cả nhà. Ngoài ra còn có thể là sử dụng thành một cái món quà sắc đẹp để gửi tặng cho bạn bè, người thân yêu của mình. Đây là sự lựa chọn của Ly, và các bạn thì sao ạ?